Bây giờ chúng ta sẽ thi nhảy cao nha. Gia đình chúng ta sẽ nhảy cao. Có ai nhảy cao không? Đây, chị sẽ đắp cát để thành một con cua nè. Con cua thì có hai cái càng, rồi có hai con mắt lòi ra. Kien Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Kien Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Các bạn ơi, gia đình Hà Mã đang đi du lịch tới biển đó, đi bằng máy bay luôn đó nha. Và khi đến nơi thì sẽ có xe luân chuyển. À, hôm nay chị Bi Trắng của chúng ta sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đó. Chào chị hướng dẫn viên du lịch. À, xin chào gia đình Hà Mã, mời gia đình chúng ta đi vào trong khách sạn đi ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp cô Tiếp Tân để chúng ta nhận phòng. Wow, ở đây có nhiều cái tờ rơi đẹp quá à, hình như tờ hướng dẫn du lịch đó. Đâu đâu xem thử. Wow, có dạy màu nữa. Ý, có ghép hình bãi biển nữa kìa. Còn cua nè, lá cờ nè, còn ốc. Ý, còn có con cá heo. Rồi, chúng ta đã nhận phòng xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi thang máy lên lầu. Wow, mình được lên thang máy rồi. Đi vô, đi vô. Ôi, thang máy đông quá. Đầu tiên chúng ta có khách ở tầng 3. Ôi, đông quá, đông quá. Tới tầng 3 mời quý khách bước lên nha. Rồi, tới tầng 3 rồi. Khách nào ở tầng 3 xin mời bước ra. Ủa, chị hướng dẫn viên du lịch ơi, phòng của tụi mình ở lầu mấy? Phòng của gia đình Hà Mã ở tầng 11 lận, tầng cao nhất luôn. Còn tầng 12 là có hồ bơi á. Mới tới tầng 7 thôi. Tới tầng 9 nữa. Mời quý khách lên tầng 9 chuẩn bị bước ra ngoài. Tới rồi, tới rồi. Xin mời gia đình của bạn mèo bước ra. Yeah. Gia đình của bác Hà Mã là tầng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tụi con ở tầng cao nhất luôn. Yes. Rồi mọi người chú ý nha, chuẩn bị bước ra. Tới tầng 11 rồi kìa. Chú ơi, bây giờ tụi con bước ra luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta bước ra đi, bước ra. Sẽ có người hướng dẫn vô phòng thôi. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Chưa tới phòng của mình thì đừng bước vào nha. Ủa, chừng nào mới tới phòng vậy? Từ từ, đợi xíu. Ở đây có một bác chồn yêu cầu có cái khăn kìa, nên để cung cấp cho họ đã. Rồi, chúng ta qua phòng tiếp theo. Phòng này phải không chị hướng dẫn viên? Ôi, bác Tê Giác đang làm cái gì ở cổng vậy? Đùng đùng luôn à. Nhưng mà bác ấy có thư, để giao thư cho bác ấy đã. Tới phòng số 3. Ôi, cái gì vậy? Có con mắt ở trên cánh cửa kìa. À, đang hát nhạc nên rầm rầm ở trỏng hết trơn. Phòng số 4 có phải của mình không? Không phải luôn. Phòng số 4 làm gì mà nước chảy tùm lum kìa. À, sao mà lâu tới phòng của mình quá vậy chị hướng dẫn viên du lịch? À, chưa tới đâu. Người ta đang yêu cầu đòi ăn, cho nên mình phải giao thức ăn là con tôm vô. Vậy tới chưa? Chắc phòng này quá. À, hình của con kìa. À, vậy đúng rồi, vậy phòng này là phòng của Hà Mã đó. Yeah, 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 chúng ta tới rồi. Đi vô phòng thôi. Mẹ ơi, phòng này to và đẹp quá à. Chị hướng dẫn viên du lịch chọn cho mình cái phòng đẹp quá. Bây giờ chúng ta đi bơi thôi. Wow, ở khách sạn này còn có cho mình đồ bơi nữa nè. Con sẽ lựa đồ bơi màu đỏ, tại vì con thích màu đỏ nhất mà. Con sẽ đội một cái mũ làm chú hải quân. Yeah, yeah. Mẹ thấy con đẹp không? Rồi rồi rồi, Út ơi, chạy ra lựa đồ bơi đi. Mình mặc đồ bơi rồi mình xuống biển mình chơi. Có chị hướng dẫn viên du lịch, chị sẽ dắt mình đi. Yeah. Rồi, em lấy một cái quần bơi đi. Em chọn quần màu xanh. Tới phiên mẹ, mẹ chọn cái gì? À, mẹ chọn bikini hai mảnh. Bikini hai mảnh hả? Vậy mẹ dùng màu đỏ nha. Màu đỏ cho giống con. Mẹ đội cái mũ lên cho đỡ đen da nè. Rồi, mặc áo này vô. Còn ba, ba chỉ cần quần bơi thôi. À, ba cũng phải nên đội mũ nữa để cho khỏi đen da. Vậy ba lấy quần bơi màu đỏ luôn đi, cho giống tụi con. À, lấy cái mũ màu màu đỏ luôn nha ba. Đâu rồi, mũ đâu rồi? Đây. Yeah. Xong, nhà mình đã mặc đồ bơi xong rồi, đi xuống biển chơi thôi. Khoan khoan, trước khi xuống biển mình phải lấy đồ ăn để mình ăn chứ. Nếu không đói bụng lắm đó.
Đây là tiệc buffet cho nên mình muốn ăn cái gì thì mình cứ chọn thức ăn đó nha. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đừng lấy dư nha. Mình lấy dư quá rồi mình bỏ đồ ăn dư thừa là phí phạm lắm. Maybe. Chị hướng dẫn viên du lịch ơi, bây giờ mình làm gì nữa? Giờ mình ăn sau đó mình ra chơi thôi. Đây đây đây. Bây giờ mình ra bãi cát rồi, chúng ta sẽ chơi trò chơi. Ôi mẹ ơi, bây giờ mình muốn chơi cái gì đây mẹ? Hay là mình làm theo chị hướng dẫn viên? Wow, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ chúng ta sẽ thi nhảy cao nha. Gia đình chúng ta sẽ nhảy cao, có ai nhảy cao không? 32 điểm. Ôi cao quá, 43 điểm. Rồi lọt, rồi lọt. Tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống. Rớt xuống nước. Bơi lên, bơi lên, bơi lên. Vậy là hà mã mẹ nhảy cao được 53 điểm. Rồi tới hà mã ba. 1, 2, 3. Wow, hà mã ba nhảy cao quá. Được 52 điểm. Wow, được 65 điểm luôn. Rồi, tụt xuống thôi. 76 điểm. Rồi, vậy là hà mã ba được tới 72 điểm. Tới hà mã út nè. Coi út nhảy đây. Út người rất là nhẹ cho nên út búng lên cao lắm đó nha. Lên, 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 lên. Lên nữa, lên nữa. 110 điểm luôn. Wow, hà mã út nhảy giỏi ghê thiệt. Được 110 điểm. Ba ơi, con nhảy được 110 điểm luôn đó ba. Rồi tới hà mã chị. Hà mã chị cố lên. Nhảy lên, nhảy lên. Ba, được 65 điểm. 76 điểm. 86 điểm luôn. Ba, hà mã chị nhảy cũng cao ghê. Rồi giải nhất chính là hà mã út, giải nhì là hà mã chị hai, và giải ba là ba và mẹ. Yeah yeah yeah. Ủa út ơi, em đang làm gì vậy? Chị xây lâu đài cát cho em đi. Được rồi, được rồi, chị làm hướng dẫn viên du lịch nên cái gì chị cũng biết làm hết á. Em nhìn đây, chị sẽ là xây một lâu đài cát cho em nè. Wow, chị hay quá à. Chị ơi chị, vậy bây giờ chị làm cho em một cái hình con cua được không? Được thôi, dễ mà. Đây, chị sẽ đắp cát để thành một con cua nè. Em nhìn nha, con cua thì có hai cái càng, rồi có hai con mắt lòi ra. Wow, chị giỏi quá à. Vậy bây giờ em muốn gặp nàng tiên cá, chị làm được không? Được chứ, được chứ. Đây, em nhìn nè, nàng tiên cá là có hai cái tay nhưng mà không có chân, chỉ có cái đuôi thôi và mái tóc thiệt dài. Wow, đẹp quá à. Rồi, bây giờ gia đình chúng ta sẽ thi đánh bóng chuyền với lại gia đình của cá heo nha. Hà mã, khi mà chúng ta nhận được cái banh thì nhớ đánh cái banh về phía cá heo. Dạ, nhớ rồi. Nếu mình làm rớt cái banh là mình thua đó. Dạ, hay quá, hay quá. Hà mã chị. Đúng rồi, hà mã ba. Rồi, hà mã ba bị thua rồi. Đội hà mã đang được 0 điểm. Đội cá heo được 1 điểm. Á, à, lại đều, 1 đều rồi. Ơ, à, lại 1, 2. Hà mã em, cố lên hà mã chị. Rồi, hà mã chị đánh bóng chuyền không có được. Bị thua rồi. Rồi, hà mã út cũng bị thua luôn rồi. Cái nữa. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi, gia đình hà mã thì thua rồi. Xong, chúng ta đã vận động xong rồi. Bây giờ chắc là đói bụng và khát nước lắm phải không? Bây giờ chúng ta được quyền lựa kem ở đây nha. Ai muốn ăn kem gì thì cứ tự mình lựa chọn. Đây, Út nè, tới đây chị chỉ cho. Em muốn ăn gì? Dạ, em muốn ăn kem sô-cô-la chuối. Rồi, em muốn trang trí cái gì trên đây? Dạ, em muốn trái cherry. Rồi, cherry đây. Đó, ly kem của em đó. Mẹ ơi, con muốn một cây kem sô-cô-la. Rồi, phủ lên một lớp. Phủ lên một lớp dâu. Mẹ thích ăn dâu à. Rồi, mẹ muốn trang trí là trái cherry luôn. Yeah,
có một cây kem thiệt là ngon. Rồi bây giờ tới ba băng cái gì? Băng sô-cô-la dâu. Rồi ba sẽ trang trí là trái dâu luôn. Bà thích ăn dâu lắm. Và ba sẽ trang trí ở phía trên là một trái cherry. Yeah, bà đã có một ly kem thiệt ngon. Tới phiên mình. Mình là kem sô-cô-la. Và ở trên là sô-cô-la miếng. Sô-cô-la miếng thơm lắm. Và trang trí hả? Mình sẽ trang trí cây dù. Mình muốn có một cây dù để che cây kem cho nó không bị chảy. Rồi, cảm ơn nha. Đi ăn kem thôi. Rồi, gia đình chúng ta đã kết thúc một ngày chơi biển rồi. Bây giờ chúng ta quay về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc đi chơi ngày mai. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.